Xin chào toàn thể, tất cả các em học sinh thân mến. Thầy tên Nguyễn Công Minh, giáo viên thể dục trường tiểu học A Tân An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình thể dục lớp 3. Trước khi vào bài học, thầy có một số lưu ý như sau. Chúng ta ngồi học ở những nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần tivi, máy tính hay là điện thoại. Khi học, cố gắng tập trung, chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta động tác chân và thầy sẽ ôn lại hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Trước khi vào bài học, các em cùng thầy thực hiện bài thở động nhé. Hai chân đứng rộng bằng vai, chúng ta thực hiện xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai chân ta dựng lại, chị xin nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn động tác chân của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Thầy mời các em xem chân. Động tác chân. Nhịp 1, khiển gót đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 2, hạ gót chân chạm đất và phỉ gối, hai đầu gối sát nhau, thân người thẳng, đồng thời vỗ hai tay vào nhau ở phía trước. Nhịp 3, chúng ta thực hiện giống như nhịp 1. Nhịp 4, chúng ta hạ tay về tư thế chuẩn bị. Ở nhịp 5, 6, 7, 8, các em sẽ thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Sau đây thầy sẽ phân tích động tác chân một lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, chúng ta hai chân khép, khiển gót, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 2, ta hạ gót, khuỵu gối, đồng thời đưa hai tay vỗ về trước. Nhịp 3, chúng ta về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, chúng ta hạ chân đồng thời hạ tay về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, chúng ta sẽ thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây thầy sẽ thực hiện động tác chân 2 lần 8 nhịp. Động tác thứ 3, động tác chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây thầy mời các em xem lại cách thực hiện 3 động tác. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chăng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn động tác thứ ba là động tác chăng, và thầy đã ôn lại hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung lớp 3. Sau đây các em cùng thầy thực hiện thả lỏng sau bài học nhé. Hai chân hướng rộng, hai tay đưa lên cao, hít vào. Buổi học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chúc các em tập luyện vui vẻ. Xin chào các em.